Ohayou gozaimasu. Nè, các bạn hãy nói như vậy nha. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Yeah! Chúng tôi thấy sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật, nên chúng tôi sẽ giới thiệu về đúng phát âm tiếng Nhật trao đổi và các nỗi phát âm đó đơn giản. Đầu tiên là người Việt Nam nói là Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu. Người Nhật nói là Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu. Nè, các bạn hãy nói như vậy nha. Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu. Nói Nhật thì nghe như vậy đó. Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu. Nha. Tiếp theo là người Việt Nam nói là Konnichiwa, Konnichiwa. Người Nhật nói là Konnichiwa, Konnichiwa. Nè, mọi người hãy nói như vậy nha. Konnichiwa, 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 Konnichiwa. Và còn nữa, mọi người nói hỏi hơn thì Konnichiwa, Konnichiwa. Thì mọi người hãy nói như vậy nha. Konnichiwa, 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 Konnichiwa. Rồi. Hey, cuối cùng là người Việt Nam nói là Konbanwa, Konbanwa, Konbanwa. Nhưng người Nhật nói là Konbanwa, Konbanwa. Nên mọi người hãy nói như vậy nha. Konbanwa, 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 Konbanwa. Và nói khỏe hơn thì Konbanwa, Konbanwa nha. Thì nói như vậy nha. Konbanwa, 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 Konbanwa. Nha. Hãy luyện tập như vậy nha. Ok, bye bye. Konbanwa, Ohayou gozaimasu, Konnichiwa.